Nguyễn Trung là gương mặt quen thuộc của đời sống văn hóa văn nghệ thành phố. Nhiều năm công tác ở Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, anh đã tổ chức nhiều chuyến đi về nguồn sáng tác cho văn nghệ sĩ. Trong các chuyến đi ấy, anh đã ghi lại những kỷ niệm và cảm xúc với góc nhìn rất riêng biệt, được thể hiện qua tập sách Những ân tình trong đời. Đối với người làm văn hóa văn nghệ và đi cùng với những văn nghệ sĩ khác của thành phố mình thì làm cho mình rất là tự là nhiều cái cảm xúc mà yêu thương, nhất là yêu thương về quá khứ, yêu thương của lịch sử nước nhà, yêu thương cả những sự gian lao khó khăn mà con người Việt Nam mình đã vượt qua. Thì với công việc như vậy thì việc ghi chép chỉ là người ghi lại những cảm xúc của những chuyến đi đó là nhiều. Những ân tình trong đời tập hợp nhiều bài viết của Nguyễn Trung. Ngoài kỷ niệm trong những chuyến về nguồn, tác giả còn ghi lại câu chuyện về người anh ruột đã hy sinh, kỷ niệm ngày sơ tán, các mảnh đời mưu sinh trên đường phố và cả những chuyến đi, các miền đất mà anh đã đặt chân đến. Dòng văn mộc mạc chân thực, tác giả đã mang lại nhiều cảm xúc cho người đọc. Về mặt văn chương thì có thể nói rằng đây không phải là một cái tác phẩm văn học có nghệ thuật, giá trị nghệ thuật cao. Bởi vì anh Trung không phải là một cái cây bút chuyên nghiệp. Tuy nhiên trên cái nền tảng từng học đại học, anh là dân người mà đã học bài bản từ đại học tổng hợp sử của trường đại học khoa học nhân văn trường tổng hợp trước đây ra, và bằng cái vốn sống của mình thì anh đã dựng nên những cái bài ký, những cái tùy bút rất xúc động. Cái giá trị đầu tiên của cái cuốn sách Những ân tình trong đời đó là giá trị về mặt tư liệu. Thông qua cuốn sách này chúng ta có thể biết được rất nhiều vấn đề của đời sống. Đây là cuốn sách mà đáng đọc, có những đoạn văn phải nói rằng anh Trung anh viết rất xúc thần, viết rất đẹp và đầy quyến rũ. Thực ra cuộc sống của mình á, nói thì giống như mình mang ơn cuộc đời này, mặc dù là sinh ra trong thời buổi chiến tranh bom đạn và lớn lên trong thời buổi hòa bình, trải qua nhiều cái khó khăn để đạt được cuộc sống ngày nay, chắc ít người trong cái độ tuổi trẻ sẽ hiểu được những cái gian khổ mà trước đây cha anh đã từng đi qua. Thì đây cũng là một cái phần mình ghi lại để giống như là nói với con cháu, nói với em út mình rằng ấy, là cuộc sống này quý lắm. Để đạt được cái giá trị cuộc sống ngày hôm nay ấy, thì rất nhiều người trong người con ưu tú của Tổ quốc của mình đã phải nằm xuống, phải hy sinh một phần thân thể để có cuộc sống tươi đẹp này. Thì phải nói là đây là cái cảm xúc có thật. Sinh ra ở Hà Nội, năm 1976, Nguyễn Trung vào Thành phố Hồ Chí Minh học Đại học Tổng hợp và làm việc trong ngành văn hóa. Nhiều năm công tác, anh đã tích lũy được kinh nghiệm và vốn sống. Tất cả được anh thể hiện trên từng trang viết. Ấn phẩm Những ân tình trong đời như một món quà tinh thần mà anh dành tri ân cuộc sống. Những ân tình mà anh không thể nào quên.